chào các bạn đến với video tiếp theo trên Phong Nguyên Trắng TV. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ nông sản ở nhà nhé. Nơi mình giờ có một chút công việc bận nên mình đến hơi muộn ở nhà. Này là con đang mua rừng này. Cái này là cây cái gì nhỉ? Cây bổ máu anh ơi. Bổ máu à? Mang mình có mấy rượu à? Vâng. Mang về nguyên liệu nước uống cho vào canh thì lợn thì gà ăn so với chị ăn thì bổ máu giữ cái máu dây thần kinh của mình. Bán nào đây? 50.000 một cuốn. 50.000 một cuốn à? Tí nữa. Này bán ngọc cầu nhà này. Rất nhiều ngọc cầu nha nhé. Cái này là cái gì nhỉ? Là răng cố à? Này quả lúc lắc rồi nhỉ, già này là cái bộ móng nhiều chưa nè. Chợ nông sản này là bà con cũng tự trồng mang ra chợ bán rồi nhỉ, không buôn bán gì gần nữa. Đây là nơi mà con trao đổi hàng hóa. Mình này thấy củ mài to chưa các bạn? Rồi. Nhìn bán rau này. Củ phía dưới để bán hoa quả ở nhà nhá.
con quien voy a estar con tu amigo. Này bà con bán đơn quy rồi nha. Bạn này đang live stream rồi bán hàng một cầu ông về nhiều thế nhỉ. Ngọc cầu này nhà nhá, chợ này bán rất nhiều ngọc cầu nhá. Bà tích ba pít là 70.000 một cân, anh đỗ nhà nhá, ngọc cầu này 70.000 một cân. Khách du lịch mua ở nhà này. Giá ngọc cầu cũng tùy loại ở nhà nhé. Mấy loại có thể là nó rẻ hay đắt, còn tùy loại nó đẹp hay có đẹp hay không nữa nhỉ. Đây một con bán tam thất này, còn đây là gỗ tàu cái nấm này ăn ngon lắm mà ạ, nhưng mà hơi cái cầu kỳ vì nó bé nên là khó nhặt. Có lẽ video của mình cũng xin được kết thúc tại dừng đây rồi cả nhà. Mình về thôi, muộn là về cơm nước rồi nhé.